Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1989 tại Quảng Ninh. Anh là một rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và người sáng tạo nội dung. Anh được biết đến với phong cách âm nhạc mộc mạc, giản dị và gần gũi với người nghe. Về biệt danh Đen Vâu, anh chia sẻ, khi còn nhỏ người anh gầy gò và hơi đen nên hàng xóm gọi là Đen. Lớn thêm tí nữa lại bị hô nên anh đã kết hợp lại thành nghệ danh Đen Vâu được nhiều người biết đến như bây giờ. Tuổi 18, Đen Vâu quyết định dừng việc học và chọn làm công nhân môi trường ở Vịnh Hạ Long với mong muốn có một cuộc sống bình yên ổn định. Đen Vâu thẳng thắn, anh chưa từng chối bỏ quá khứ, ngược lại luôn biết ơn những công việc chân tay trước đây mình từng làm vì chính điều đó đã cho anh động lực theo đuổi âm nhạc, cho anh vốn sống để đưa vào lời hát của mình. Đen Vâu bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 2014 với bài hát Ngày Lang Thang. Bài hát này đã nhanh chóng trở thành một hit và giúp tên tuổi của Đen Vâu được biết đến rộng rãi. Trong những năm sau đó, Đen Vâu đã phát hành nhiều bài hát thành công khác như Đưa Nhau Đi Trốn, Lối Nhỏ, Trốn Tìm, Bài Này Chim Phết, Đem Tiền Về Cho Mẹ. Các bài hát của Đen Vâu đều có giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa và MV được đầu tư công phu. Mọi câu từ đều được Đen thông qua chính cuộc đời mình mà ra, đó cũng là sự liên kết rất bình thường mà anh làm được. Đen cũng là một nhà sản xuất âm nhạc và người sáng tạo nội dung thành công. Anh đã sản xuất nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác nhau và đã tạo ra nhiều video âm nhạc được yêu thích trên YouTube. Đen Vâu là một nghệ sĩ đa tài và có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Việt Nam. Anh là một biểu tượng của sự mộc mạc, giản dị và gần gũi với người nghe. Anh hiện cùng với Sơn Tùng MTP là một nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ Việt Nam và giúp họ tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Dưới đây là một số giải thưởng mà Đen Vâu đã đạt được: Giải thưởng Zing Music Awards năm 2015, Giải thưởng Đài Truyền hình Việt Nam Awards 2017 cho ca sĩ ấn tượng, Giải thưởng Kang Yang Awards 2018 cho ca khúc rap và hip hop. Đen Vâu là nghệ sĩ đầu tiên liên tiếp được xướng tên 4 lần trên bảng xếp hạng âm nhạc Top Việt Nam B-Songs của Billboard Việt Nam. Anh là một nghệ sĩ tài năng và có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Việt Nam. Là một biểu tượng của sự mộc mạc, giản dị và gần gũi với người nghe. Đen Vâu là một nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ Việt Nam và giúp họ tự tin theo đuổi ước mơ của mình nhưng vẫn giữ được con người vốn có.